Hello, xin chào và chào mừng tất cả các bác đã ghé xem kênh của Vui Ngán của em. Ngày hôm nay thì em sẽ đi vào trong xóm thì bắt cho ông bà trong xóm của ông các bác ạ. Hôm trước thì ông bà có gọi điện cho em vào bắt, nhưng mà ngày hôm nay thì em mới có thời gian rảnh để đi vào bắt các bác. Nên là ngày hôm nay thì em tiện đây cũng chia sẻ luôn cho các bác một số kinh nghiệm để mong cho các bác có thêm kinh nghiệm để nuôi ong nồi của mình. Bà ơi, thôi thoát. Hiện tại thì ông bà đang bận đằng sau ấy, thì em vào đưa em vào bắt nó luôn, giúp cho ông bà, vì ông bà cùng già cao tuổi rồi các bác ạ. Thì hôm nay thì em sẽ bắt gọn lẹ luôn cho ông bà, để ông bà cái mật dùng già. Tổ ong thì hôm trước nó đỉnh vào trong cái cây tủ này các bác này. Hôm trước thì nó đỉnh vào trong cái tủ này các bác, nhưng mà ông bà thì cùng hôm trước thì em cùng chỉ cho ông bà là khi nào có ong vào đây thì nhớ đặt cái thùng trên này cho nó soi ấy, nó cho thảm ấy. Thì hôm nay nó lại vào trong cái hộp này luôn các bác ạ. Mà cái thùng này này cùng cái đây em nhớ không lầm thì nó từng vào đây mấy tổ, 4-5 tổ này. Còn ở cái rương bên này thì nó cũng đã từng vào 2 tổ rồi. Mà em cũng không hiểu nổi là ở khu vực này thì có gì mà nó hạp đến cái nồi như vậy luôn á. Cái rương này thì năm ngoái thì em bắt 2 tổ, nhưng mà cuối năm nay thì nó đều tàn cả các bạn. Còn trong cái rương này thì ông bà cũng kể lại là đã từng rất chi là nhiều lần ong vào làm tổ trong cái rương này, mà em cũng không hiểu nổi là nó có gì hạp nữa cơ. Nó làm hôm trước thì ông bà có nó chỉ có bỏ vào như thế này thôi các bác ạ, mà nó vô nó làm ở trên nắp này. Ngày hôm nay thì em sẽ bắt nó gắn lên cầu các bác. Tổ này thì nó đến làm cũng tầm hơn một tuần rồi ấy, nhưng mà kiểu em đi học nên là mãi hôm nay thì em mới có thời gian rảnh được. Gì vậy trời? Để đây để cho nó sáng cho dễ lấy các bác. Ui, con này có một tổ gà cách gì mà nó chạy đi má đuổi. Còn để em đi nào lấy cái mốc mà. Ui, hiện tại thì ong nó đi làm về rất là nhiều các bác này. Ong nó đang đi làm về thập phần về. Mà em này đang đi thập phần về. Rồi giờ thì em bắt nhanh để cho nó còn đi làm về đầy đủ chứ không thiệt hại quân. Không biết là đàn này có giữ nữa hay không, để em mở xem. Vì trời hôm nay nó mưa nên các bác, cho nên là ong nó dữ lắm. Hầu như là những cái đàn nào trời mưa này thì ong cũng rất là dữ. Trời mưa này người ta kỉ mở ra coi ong mọi người. Hôm nay thì rảnh em bắt luôn. Ông bà em chờ đợi lâu đấy. Tổ này nó gắn vung vây ở trên nắp không? Khó chịu thật. Có một chị mà ong nó đi làm về nhiều ở trong rồi đó các bác này. Ui, cái dao này. Thấy mày đó. Dao này ở đây. Thấy à. Điểm vài quay hương cho nó dồn quân lại một chỗ các bác.
Ủa này thì là khả năng cao là dừng đấy. Nó làm vung vây luôn các bạn. Ui da. Nó mới vào làm một tuần đấy các bạn. Mà mất phải nói là được khá nhiều rồi. Giờ thì em phải cắt ra từng tảng các bạn. Để cái này thì sau nó khỏi mất. Sao. Nó đẩy ở đây mất rồi. Mất nó nhiều quá rồi. Thôi sao. Mất quá đấy các bác này. Mất rất là nhiều mà nó vít nắp nhiều này. Giải quyết nhanh gọn luôn này. Chỗ này ông nhà ai tách ra đó các bạn. Thì nhìn mà ông Quân đang rất là non. Ông trẻ không này. Nó chỉ mới được 5 tấm bé bé này thôi các bạn này. Nhưng mà mật thì phải nói là nhiều lắm. Giờ thì em sẽ phải gắn cái số này lên cầu các bạn này. Bên cho vào đi. Để em kiếm con ong chúa này con xem nó nằm đâu. Chỗ này thì cũng không phải là đông cho lắm. Chỗ này mới về. Lượng con này thì chỉ mới đạt 2 câu thôi các bác này. Như đây quay cười hùng này. Sợ gì đấy. Hơi khó xử lý các bạn. Nhiều câu này thì mà câu nhồng thì gắn lên bây giờ toàn là câu mất thế này. Xử lý câu gì bây giờ. Toàn là mất không luôn ấy. Nếu để như này thì tỷ lệ ở chỉ có khoảng độ 50% thôi các bác. Nếu như bắt như thế này mà có thêm cầu ong nhà, ví dụ mình nuôi nhiều đàn ấy, mình hỗ trợ cho nó một cầu thôi là chuẩn nhất. Còn như này thì cũng khá là hết xui. Chỉ gắn cầu không như này thì tỷ lệ ở chỉ khoảng độ là 60% thôi các bác. Cũng có thể là thấp hơn được chứ. Nhưng mà nếu có công đồng của ông nhà sát hỗ trợ thì tỷ lệ ở thì chắc chắn phải là 100%. Mật nó nằm có khó gắn. Nhìn
những cái đàn này thì phát triển phải nói cực nhanh quá này. Một quân phải nói là rất kia đây. Chắc em chỉ gắn khoảng 2 tấm lên thôi các bạn ạ, bởi vì tấm như mấy tấm này thì toàn là mật không à. Chắc có lẽ em phải tư vấn cho ông bà mua cái công trồng khác cho cái cầu này, thì tầm này nó không có nhồng nữa. Các bác có thể thấy là ở đây phải là mật, nó là mật không nữa. Đàn này thì nó cầu nó không được đẹp các bác, lát có lẽ em trẻ phải nhốt con chuối lại. Mấy hôm trước như mà em ở nhà thì đàn này giờ thì cũng là phải mạnh lắm rồi, nhưng mà hôm trước thì ông bà gọi điện từ lâu nhưng mà em phải đi học ấy. Ây trời, khó gắn cầu được quá vì mật nó nặng, nó đè cầu xuống. Ok, em bỏ 2 cầu này thôi các bác này. Vì mấy cái tấm kia toàn là mật, giờ mà gắn vào thì nó khó gắn mà. Không chả làm gì. Em kiểm tra xem mắt chúa nó nằm đâu. Cái này là nó nằm ở cái khu vực này. Cái tầm đó toàn mật không ở gần cái gì. Cái tầm đó toàn mật. Mật của nó này các bác này. Mật của nó này các bác này. Wow. Mật cực đẹp, cực ngon luôn này. Ngọt mà. Ăn một miếng mà ngán lắm luôn đó các bác. Không thể nhai nổi sang miếng thứ hai luôn. Ở đây thì em là chuẩn bị một cái lò xo ở đây các bác này. Giờ thì em tìm cùa để chụp nó luôn. À đây rồi các bác này. Các bác có thể thấy con chúa nó nằm đây nha. Con chúa đây nha các bác. Em nó đang bò và đang bò. Con này thì nó đẻ rồi các bác này, mà con chúa này thì chưa già các bác ạ. Không phải là như chưa tơ mà con này già mất rồi. Các bác thì cũng có thể là cắt những cái đàn như chúa đẻ này thì các bác cũng có thể là cắt cánh nó được. Em là cho nó vào lồng đây rồi nha các bác.
Tìm cho cái lá. Cái chùa này cũng đẹp đấy. Đây các bạn này. Có thể nó sẽ bể bông trứng. Bể bông trứng thì thôi xong luôn rồi, vô sinh. Không bác sĩ nào cứu chữa nổi luôn. Ok, giờ chỉ có việc keo vào đây nữa là xong thôi này. Có chùa đấy các bạn này. Gia đình ai xem chưa biết này. Chưa khi nào biết chùa. Thôi, chào bắt chùa bầu nữa. Là này không đông nên là tìm chùa. Chùa có mẹ trong này này vào đi. Ở trong kia thì nó cũng bu, nó tiền nó phần được nó dư nó. Hiện tại nó về trong kia kìa. Nó bu một cục ở trong kia kìa. Những cái tổ mà để ở trong nhà hoặc là để những cái vườn nào mà không có gà thì các bác có thể cắt cành chuối không á? Dạ? Hôm nay tiền hưởng đây rồi thì để lên ở đây ít bữa đã. Cháu ngâm cứu có thứ ổn định thì cháu đưa ra ngoài kia được không? Cái chó nó ở đây được. Em cũng không hiểu nổi ở trong này có cái gì mà rất chi là nhiều những cái tổ ong mà nó ghé thăm về đây. Không biết là trong này nó có vàng bạc kim cương gì trong đây mà nó hạt thật. Ok, giờ chỉ cần để cho nó vào thì đẩy xuống lại là ok nhé các bác. Đi. Lắc 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 lắc. Tao vẫn nặng ha. Được, ta cả nặng luôn. Giờ em sẽ cùng thằng này vác thang ra để trèo dừa các bác. Em thấy có tia thấy mấy quả dừa rồi. Hơi bị nặng luôn á. Ui chà má ơi, cái thang đâu mà chà má lửa vậy. Đây ngồi đây. Đây. Cái một cái này. Cây bên kia kìa. Đây, cây đó. Ừ. Ai kiếm mấy bác này dây điện cho. Ăn giật mà kêu dây điện. Rồi ok. Lên nữa đi, lên nữa. Từ mô. Đẩy lên. Để lên nhanh. Hàng về. Nặng lắm. Cây này có một quả thôi các bác ạ. Ui. Yếu thế. Yếu như mày. Quay sang bên đi, Được rồi, lên được rồi á. Mì tèo đi. Lấy cái cây cô liêm này. Cô liêm á. Có mỗi một quả thôi các bác. Ở cây bên kia nhiều nhưng mà hai thằng thì chè một quả thôi. Nhanh.
Vơ hùng, vơ hùng. Cái cây này năm ngoài có mấy tổ chè làm nhưng mà năm nay thì không thấy con chim nào về đây cả. Ây da, có ai rớt vào đầu này, bề đâu này. Quay lên thế này hơi tối các bác. Bề đâu á. Mày cắt cái gì chứ? Toàn trong truyền thuyết bây giờ. Cắt thì cắt cái cành thôi, quát hết cả quả, cả buồng, ôi cha mà ơi. Cả một cái buồng quả non, teo nó còn mọc ra mày cắt hết rồi. Có một quả dừa mà bẻ luôn cả buồng dừa, đồ chanh đâu má. Quả đó non á thầy. Thả hồ nước uống. Rồi vứt xuống. Đừng có vứt ra trong bờ mà toang luôn á, vứt ra ngoài chỗ này này. Ok. Ôi trời mà ơi. Tức chi nổi câu nhá. Nhanh, tác phong quân đội đi. Thằng nhỏ trên đất đau. Rồi, vô. Thấy á. Này cốc à. Ok. Mời cả nhà nhá. Mời cả nhà quá. Chỗ này ôi cái nào uống để lại cho bà đi. Ôi trà mà ngọt quá. Ngon. Ui. Trời mùa hè mới được cốc này thật chi là tuyệt vời luôn các bác. Wow, mùa này mùa hè mà. Ui có mít này. Mít mà có chín mà ăn luôn đi. À. Giờ đéo vô sữa. Ăn đâu, mày có định ăn không? Có ăn đâu mà cười. Ok, no rồi các bạn. Giờ cũng còn nhiều đấy nhưng mà để cho ông bà đi. Mì trèo ai trèo. Wow, đây. Chín nhiều kí luôn. Tao lên trước. Cái chỗ đó nhiều quả chín lắm các bạn. Wow, vui trường mùa này. À, cái thằng. Tao là người mà đi sửa cho mì bố. Mì thấy cái chi đây không? Mì tao không thích nữa làm. Ừ, thể hiện tình độ vườn người đi. Ê vô lấy câu liêm lúc này ha, mà ngoặc. Ngoặc rất sủi đồng ý á. Ngọt. Ui. Giờ em phải trèo luôn các bác. Thằng này nó trèo lên nó ngồi nó ăn một mình không à. Bực mình quá. Ngọt ngọt các bác ơi. Á cái thằng bên quảng hồ. Ui. Cao nguy hiểm lắm quá. Ê ngoặc cái xuống hồi ăn mô quá. Tham. À không quá. Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu.
Nhanh. Hết rồi, hết tiền rồi. Ồ. Mà kia mới quả chín kìa, bứt đi. Ê vô vô có thử thà quả mô mềm thì à, bứt. Bứt xuống rồi nhanh xanh cho mới gầm một chắc á. Ui. Ở trên kia có mấy quả các bác em bây giờ cầm máy quay. Để em tắt máy quay để em trèo lên không thằng này nó lặt hết. Đập coi thử có chín chưa? Cầm. Rồi. Chín rồi xin bứt. Ồ có 2 3 quả ngoài đó luôn á. Chín lôi nhé. Ui, chín thật à? Wow. Vũ sữa chín đấy các bác này. Ừ. Lặt vô lặt vô. Nhắm. Bị thủi mới có ăn không? Thủi khó ăn đi. Thủi khó. Ngon 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 ngon. Ui. Lặt vô đi qua. Nó chín cả rồi các bác. Đưa áo ra mà ọt. Về tha hồ mà mù. Ông bà không già không kéo được đâu các bác. Nên là ai lên là ông bà đều cho ăn cả thôi. Ây chà. Rơi từ độ cao mười mấy mét xuống nên là nó không thể giữ nguyên được. Sấp mặt luôn. Ê, quay 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 để tao ăn cái này. À. Còn ở mà đang bứt nhiều không? Xuống con từng mấy quả đi. Không biết. Thì có tìm lại. Đi. Ngon cực kỳ luôn. Và tình mắc quay. Vui chờ các bác này. Wow, trời. Ừ. Có ai thèm không này? Ngọt quá mức cho phép này. Mình đừng ăn những con heo nữa. Cái này thì chưa khỏi về ăn ăn cơm nha các bác. Ngọt quá. Giờ chắc có lẽ ông nó cũng về cái tổ hết rồi. Nó vào tổ hết rồi các bác. Nó bu. Rồi ok. Nó bu lên cầu. Cả ở như này đẩy. Hay lấy cái nắp cũ. Những tổ ong như này thì những ngày đầu tiên mới bắt thì không nên mở ra các bác. Nhiều khi nó hay bị nhào quân nó hay bay lắm. Cho nên là khoảng từ bắt đầu từ 2 ngày trở đi thì 2-3 ngày trở đi thì mới bắt đầu mình mở kiểm tra được. Nhưng mà trong thời gian mới bắt như này phải để ý nó bay đi bay về không các bác này. Vì nếu như ông mà nó không đi làm ổn định thì khả năng bay là rất cao các bạn. Khi đó thì mình phải nếu như chưa nhốt chùa thì phải nhốt lại. Còn nếu mà nó có ý định bay thì mình sẽ hỗ trợ câu cho nó nha các bác. Như tính cái ổ này thì cũng dễ thôi. Tại vì nó mới đến làm nên mình cắt câu của nó thì cũng không phá hoại gì đến nhộng của nó. Mày đừng có lời dùng tao quay video mà mày ăn hết. Ok và hiện tại bây giờ thì cũng đã trưa rồi thì em cũng sẽ kết thúc video tại đây thôi các bác ạ. Và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video tiếp theo nhé. Bye bye. Bye.